Nhiều quà tặng giá trị đang chờ đón khán giả. Chỉ cần theo dõi chương trình Đồng hành Hàng Việt, truy cập trang thông tin điện tử tổng hợp đồnghanhhangviet.com, trả lời câu hỏi, đáp án thể hiện ngay trong nội dung của chương trình. Từ ngày 8 tháng 9 năm 2016, chuyên mục mới của Đồng hành Hàng Việt bắt đầu lên sóng. Đón xem Đồng hành Hàng Việt 7 giờ thứ năm trên HTV7 để cập nhật thông tin tiêu dùng và nhận quà tặng hấp dẫn.